Này Angulimala, từ hôm nay con có thể thành tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng chính là bắt đầu lại một cuộc đời mới. Cho dù con có làm như thế gì thì trong mắt người khác con vẫn là một tên ác ma. Bọn họ không để yên cho con đâu. Con có thể bỏ hết bạo lực, vậy ta sẽ làm người dẫn đường cho con. Ta sẽ bảo vệ con ra khỏi sự thù ghét của mọi người. Nhưng con đường thì con phải tự mình bước đi. Ngài nói thật chứ? Đương nhiên là thật, Angulimala. Con có trí tuệ hơn người, trên con đường giác ngộ nhất định sẽ có thành tựu lớn lao. Con xin hứa với ngài, con không bao giờ làm việc ác nữa. Từ nay về sau, con nhất tâm phụng hành đạo từ bi của ngài. No.